7 năm rồi. Vậy mà mẹ cứ ngỡ như chỉ mới vài 3 tháng. Mẹ vẫn còn nhớ như in trong trí ngày cha con dẫn con Phụng ra đi. Cha con nói chuyến đi này là chuyến buông sau chốt. Không ngờ câu nói ấy đã thành sự thật, vì chiếc thuyền buông bị nhẫn đắm bởi phong ba. Giữa sông Hoàng Hà một khi buổi chiều, mẹ khóc suốt đêm ngày khi vừa nghe được hung tin nhờ xét đánh đi bên tay. 17 năm trôi qua như giấc mộng, những kẻ ra đi đã chết lâu rồi, mẹ còn nhắc lại làm gì? Không hiểu sao lòng mẹ vẫn hoang mang, như họ còn sống ở dương gian. Và tâm linh từng phút cứ bảo rằng sẽ có ngày được khi tương phùng. Xin lão bà giữ trọn niềm hy vọng, làm y sông tôi vào đông. Tự nhiên sao tôi nghe lòng mình rộn rã, muốn gào thét lên một điều gì đó, nhưng rồi tôi vẫn phải ngậm câm. Thèm được nghe thêm đoạn cuối chuyện buồn 17 năm về trước, nên lưu liên không cùng lòng, không nỡ dội dời chân. Sao ông có ý muốn kỳ lạ vậy? Chúng tôi sắp sang sông, ông rời khỏi đây ngay, kẻo mạng ông khó được sanh tồn. Người Tây Hà ai cũng nặng thù Mông Cổ, chuyện cũng đã khá nhiều, ông mau hãy đi đi. Tại vì ông là người đàn ông duy nhất đứng trước mặt tôi mà không tỏ vẻ đắm say hay khiếp sợ, nên tôi nghe như có một thứ tình cảm mang mang vừa nhen nhúm ở trong lòng. Dường như là tình yêu giữa hai con người, không thù không oán, và chiến tranh không can dự gì đến đôi ta. Nhưng dù sao tôi cũng là tôi nhớ, và tôi đang cúi đầu xót thương cho muôn dân, cho nước non đang bị người ta xâm lấn. Thì tôi đâu có quyền nghĩ đến điều riêng tư. Sao bỗng nhiên tôi nghe như khác lạ trong lòng, như có một chút gì chưa dâng, một chút hương yêu đang len lén vào tim. Mong ảo xa vời như gió thoáng mây trôi, giữa tiểu thơ và tôi đã
xe lóc ngăn dù khó khăn vẫn không mà sợ. Tôi nguyện cùng mà với ông được kết thân nhau, dù đây chỉ mới một lần mình gặp nhau giữa chiếc đường, nhưng hình như tôi cảm thấy yêu ông. Phần riêng mình mỗi người một con đường, mai một tôi về tôi sẽ nhớ, nhớ trời Tây Hạ nhớ người xưa. Chiều loang loang nắng trời Tây Hạ, trận chiến chưa tàn ta đã thua. Hiện thôi các người à, chớ nói thêm, ta đã hiểu rồi tất cả. Tình cảnh này đây tôi chỉ là bài đã mất hết uy quyền, đâu còn gì đang nuôi. Tôi đối xử với ông bằng tất cả chân tình, vậy mà ông lại lọc lừa và đã rẻ kinh tôi. Vì gái mong cổ quá hung hăng thì không thể nào cùng Tây Hạ kết ta thân nhau. Tôi hết rồi. Chú Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tôi phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội, nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiều, trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đó hiểu được gì? Anh đã buồn đã khổ vì ai? Và từ bao lâu rồi? Cho mãi đến ngày hôm nay. Đã từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng, nhưng vẫn ngậm câm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với ngày một người nỗi đau sâu vì yêu. Cũng như anh em là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ trên yên ngựa, vào hiểm ra nguy chưa bao giờ biết sợ, sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn áng mây đôi lòng cũng
tình yêu. Chú Sa, anh đã yêu và vì yêu mà đau khổ, thì chắc là anh hiểu được lòng em. Em chợt muốn bỏ yên cương rời đao kim, xóa tóc mày tô má thắm môi hồng. Phải em và người đó đã hẹn thề nguyện ước? Không, người ta vẫn hững hờ và xem em là kẻ lạ người xa. Kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ thì còn niềm đau đớn như nào hơn? Gần gũi tất gan mà như vạn lý quang sang, tình cấm nín nên tình đành tuyệt vọng. Tóc bay quằn quại tay trong gió lòng, như lòng em đang bào động tươi bời. Thiên Kiều ơi, chiều nay sao bỗng nhiên anh lo sợ như đánh mất một cái gì yêu. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người đắp mộ cho anh? Nó là người Tây Hàn, nhưng tại sao mày gửi cho tao nhớ một sự thật sai xuôi? Hình ảnh đứa con yêu, nó mang tên là A Khắc Thiên Kiều, mà dòng máu chính thống là Mông Cổ, đã bạc mệnh từ lúc lên ba. A Khắc Chu Sa, dạ, tại sao mày nhắc thì tao cố tình quên? Nó không hề biết rõ căn nguyên. Con sợ rồi đây nó cũng sẽ tỏ tình. Tại sao? Tại vì con cứ băn khoăn. Lão khóc vì thấy non sông của mình quằn quại dưới gót dài Mông Cổ, và lão khóc vì thấy mình phải đứng trong hàng ngũ bọn người xâm lược đang giết hại dân mình. Đã từ lâu lão quên cội quên nguồn, quên tình nghĩa vợ chồng, quên bổn phận làm cha. Lão đã ngậm hờn đắng cay suốt 17 năm qua, lão sống mà như đã chết rồi, sống trong âm thầm khổ đau. Để đến ngày hôm nay lão lại theo chân của kẻ thù về đất nước quê hương mình, làm một tên diện chinh. Làm sao khỏi đau đớn để khóc thương cho số phận của mình? Không, kẻ chinh phạt đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó, đừng mong đem quy vũ chiếm thành đoạt lũy, mà quý diệt tâm kiên trinh đi chinh phục một nhan sắc khuynh thành. Ta thà chết với sắc son như trang dũng tướng, liều chết ta với vô thành. Ánh mắt bão cuồng rờn rợn trên da thịt, thứ khao khát thèm thuồng của giả thú cuồng chinh. Lửa đam mê như muốn thiêu cháy tim mi, ta run sợ nhưng thề không khuất phục. Dân Tây Hà đã mất thành mất đất, nhưng già sắc son bền vững tỏ trường thành. Lão không cần phải bận tâm,
lão quên rằng dưới mắt của một làng nghề là chỉ nghĩ có một việc cứu người, cần gì phải bận tâm chúng tộc hay thân thù. Dân, đó là lẽ tự nhiên, nhưng lão sợ ta đã ra lệnh thì trách nhiệm về ta, lão chớ băn khoăn mà chỉ cần tuân lệnh. Dân, người ta có sao không mà không cử động? Khi lão đưa ta nhổ mạnh mũi tên ra, vết thương khá sâu nhưng không nguy tính mạng. Lang y nói sao không nguy có nghĩa là cứu được. Dân, nhưng sao lang y lại bồn chồn lo lắng? Vì lão có một điều. Thì lão cứ nói đi. Muốn cho bệnh nhân sớm hồi phục tinh thần, chỉ cần một hoàn hồi nguyên lực là xong. Nhưng cần phải có nửa chén máu đào hòa thuốc thì mới có hiệu lực hồi sinh. Trời ơi, những giọt máu đỏ tinh khôi, tay rung rung lão hưng nghẹn ngào, tưởng như lệ mình đang nhỏ giọt rưng rưng. Tiểu thơ hy sinh nửa chén máu tươi để cứu nguy một người trai xa lạ địch thù, lão nghẹn ngào rưng rức lệ đau thương. Đã đủ mau cho người, xin để lão rịch vết thương. Lang y, Thạch Xuyên, ông vô tình lắm. Thiên Kiều ơi, ta đã trót nguyện dân đời cho quê hương chủng tộc, làm sao sống trọn nỗi bình yên để nhìn màu xanh của lá, màu tươi thắm của hoa và màu mắt đẹp của nhân tình. Đoạn tơ tâm sự cho chớ dùng tan tành, hoàn cảnh hôm nay còn biết làm sao khác. Xin nàng hãy xem ta như một khe không quen, mai mốt đây giữa chiến trận ta sẽ gặp lại nhau, và biết đâu sẽ có người gục ngã, kẻ còn lại rồi sẽ cúi đầu thương tiếc, vuốt mặt cho người tình trên chiến trắng chiều hôm. Chúng ta sinh ra chỉ là những con người vô tội, tại sao chiến tranh giết chết mộng yêu đương? Cô Thạch Xuyên, tôi muốn được nghe ông nói một lời,
rằng ông đã yêu tôi và còn yêu tôi mãi mãi. Chiến Kiều ơi, dù ta có nói vạn lần như thế cũng chỉ là cơn gió thoảng chung nắng hồn trên đỉnh núi mù sương, rồi ngàn mây lớp lớp sẽ văng văng xua cơn nắng nhỏ ngủ triền miên không trở về, cũng như tình yêu của chúng ta bừng lên trong thoáng chốc rồi khép kín lạnh lùng trong giấc ngủ thiên thu. Chiến Kiều ơi, dù ta có nói yêu em và dù cho mai mốt này chiến tranh không còn nữa, thì em cũng trở về quê hương Mông Cổ để ta còn lại băn khoăn nhìn theo quốc tông như ngựa hồng. Buồn mà chi, làm sao với nhớ thương, lệ buồn rơi làm môi má phai hồng. Khóc chi hỡi ai, tình xưa như nước trôi qua cầu, tình đã phai xa như dần mây cuối đời. Một đời sắc xe buồn, thôi đành xa cách nửa chung máu hòa thuốc hồi nguồn lực, dòng máu của Thiên Kiều đã luân lưu trong huyết quản của Thạch Thiên. Tình đôi ta rồi cũng đành vĩnh biệt, dòng máu này xin trả lại cho ai? Cô Thạch Xuyên ơi, nợ của ông trót dài xin trọn đời cất giữ, dù nắng giá yêu thương hay lạnh lùng xa lạ, xin hãy giữ cho tôi những giọt máu tinh khôi nguyên vẹn ở trong người. Trả máu cho tôi là ông trả cả của cái đời, của tôi hoàn toàn vô nghĩa, và tôi là người không hiểu được ý nghĩa tình yêu. Cho chứ không đòi, dù phải đau xót đến bao nhiêu, ông đừng dội xem tôi như người xa lạ, đừng dội khinh tôi, dù tôi là người Mông Cổ đừng ghét tôi cho thêm lắm tội tình. Nợ ta dây ta phải trả, tôi chưa đòi sao ông vội trả cho tôi? À Khắc Thiên Kiều, ta e sợ rằng ta không trả nổi, rồi nợ sẽ nối tiếp quan phi mà cao vời chất chồng. Nhưng ít ra máu của tôi và ông đã chảy chung dòng, thì không lẽ ông chỉ xem tôi hoàn toàn thù nghịch không chút tình gì với kẻ đã yêu ông? Nếu mai này đất nước có bình yên, nàng về với quê hương với cát vàng sa mạc, ta sẽ nhớ mãi một người con gái nhỏ đã dâng trọn tim yêu khi trận chiến chưa tàn. Vậy là kẻ thù sẽ cướp mất của anh một đứa em đã cùng anh chung sống trọn thời thơ ấu.
Nó sẽ giết hại đời em, làm em phải khổ, và rồi anh lại phải cúi đầu buồn bã với tương lai. Anh sợ rằng em dại ngờ với người ta, khi hối tiếc ăn năn đã lỡ rồi kiếp hồng nhan. Anh khuyên em nên suy nghĩ càng cùng, tình yêu là càng bấy khôn lường, chỉ trong một phút yêu lòng là một đời dở dang. Lời khuyên của ông tôi nghe như một cụ già đang dạy đứa bé lên mười, tập tành đọc sách y thánh nhân. Em đã lớn lên trong lứa loạn và đã có nhiều sự dài khôn, em không đến đổi hứa thân, anh đừng lo sợ cho em. Thiên Kiều ơi, anh sợ rồi đây, anh phải làm kẻ tiễn đưa đứng nhìn con đò xưa rời xa bến cầu, bỏ lại dòng sông xưa bàn bạc màu trắng heo rủ cho khách sang sông chờ đợi đến bao giờ. Anh sợ tiễn đưa rồi sẽ thương nhớ ngắm người, sợ mất em, sợ mất kỷ niệm thời thơ ấu mà chúng mình đã cùng sống bên nhau. Thiên Kiều ơi, anh thương em và chỉ nghĩ đến em, anh lo lắng cho em vì chỉ có em là em gái. Anh sợ rồi đây cuộc đời em sẽ khổ khi em đã dấn thân vào chốn tình trường. Em biết và em đã bằng lòng với hiện tại, em không nghĩ đến tương lai. Nếu một mai rồi đời em sẽ khổ, em sẽ vui lòng chấp nhận cho mình. Kiều ơi, em đã yêu và bằng lòng chịu khổ, nhưng anh không thể tàn nhiên nhìn người ta gieo khổ cho em. Dù rằng anh cũng đã tự làm khổ anh khi cố tình dựng lên một thiên đường trong mộng, nhưng trời ơi, mộng đã bay cao nhạt sương khói, và anh chỉ còn lại đây một khoảng trống lạnh lùng. Không biết rồi đây có còn lại gì không, hay sẽ mất đi tất cả những gì anh ao ước cho mùa xuân ngủ yên ngoài chân trời xa vắng, cho anh một mình ôm lấy nỗi cô đơn. Nhưng con không thể yêu một kẻ bất tài, gái Mông Cổ hiên ngang không thể đem trọn tình yêu mà trao cho một dung dân chiến bại. Thắng bại là lẽ thường của kẻ cầm binh, nhà ngươi đừng lên giọng miệt khinh. Đừng sức lao ngang tàn mà mi không toàn tánh mạng, đứng trước chúng tướng đại như Mông Ngông cuồng là chuốc họa vào thân.
hãy cúi mặt gục đầu mà xót thương thân phận thấm hiu. May ra ta sẽ thương tình đi mạng tha mạng cho người. Ta có thể bất tài người muốn giết hay tha tùy tiện, nhưng không thể uống lưng để làm nhục quê hương. Khốn nạn! Dạ, con cúi dập đầu tha thiết gian cha. Đừng hành hạ nặng nề vì người vừa thoa trong thương. Tội nó lớn bằng trời, giam chống lại đại mộng. Ngoài tội chống lại lính trời, nó còn là một tên đạo tặc. Toàn cướp mất con ra khỏi vòng tay thương mến của già. Nó phải chết tan phi mới với bao nhiêu tội chồng. Đừng hâm dọa thất công, ta vẫn đứng đây chờ ngươi xuống lệnh. Xương thịt dấu nát tan, ta thề không nhục khí hùng anh. Chết là về miền vĩnh cửu, không có gì phải hối tiếc. Nhưng chỉ buồn cho ai đã vì ta mà vướng lụy vào thân. Dù không nói ra nhưng cũng thấy ngậm ngùi chút tình buồn hôm nay. Xin trả cho em trong giây phút sau cùng, rồi ta sẽ đi vào thiên thu ngủ một đời yên phận. Từ đây mình coi như đã hết rồi. Xin em đừng khóc đừng thương, nhà ngươi đừng mong thoát đi được nơi này. Luật chiến trường không thể nào buông tha, và dung dưỡng kẻ thù để di hòa về sau. Con cúi đầu xin cha tha thứ tội, con đã yêu và đã nguyện trong lòng. Nếu ai cha nợ sẽ suốt đời khổ đau. Bà nên vui cái vui của một bà mẹ nuôi cho con nó trắng da dài tóc. Má đỏ môi son đã làm mềm lòng sắt đá của viên dũng tướng đài mong. Để bước chân lên trên gấm lụa huy hoàng, làm một mệnh phụ phu nhân ngất ngưỡng trên ngôi cao. Thật bà khéo dài dỗ con khôn ngoan, biết chọn một con đường tạo cuộc sống son vàng. Xa lánh cảnh lầm than, có phải ông muốn mỉa mai tôi không biết dạy dỗ con mình để cho nó hèn tìm mà kẻ thù mà cao thân? Không, tôi chỉ muốn lời khen bà đã khéo dạy dỗ con. Bà biết tìm lẽ sống cho riêng mình, quên mối thù quê hương. Ông ấy cho tôi gặp con tôi để tôi hỏi nó tại sao âm giàu sang mà quên hờn dân quốc, trong khi cha mẹ quê hương vẫn nặng lòng thương nó vẹn thâm.
cũng thương con như xương thịt của mình. Nhưng nếu nó vong tình đất nước thì thà là tôi xuống tay hạ sát nó đi. Tôi chỉ thèm nhìn hạnh phúc của con tôi bên cạnh một người chồng Tây Hải hiền lương chất chi pháp. Thì dầu chết đi tôi vẫn yên lòng nhắm mắt, không sợ miệng đời nguyền rủa miệt khinh. Theo tôi nghĩ, con của bà được cao sang thì bà nên hãnh diện, chứ tại sao lại sợ bị miệt khinh? Dù con tôi mất cha khi còn nhỏ dại, nhưng tôi luôn thay chồng để dạy dỗ con tôi. Nhưng ông là ai? Có liên hệ gì đến mẹ con tôi mà giọng nói như giận hờn trách móc? Tôi là ai? Tôi là một lão già điên, một kẻ đổi mồ về từ cõi chết. Với quá khứ tôi là một người chồng bạc phước, còn bây giờ tôi chỉ là một bóng ma thôi. Tôi sống chẳng khác nào một thằng câm, có miệng mà không bao giờ nói được. Gặp vợ tôi không dám nhìn, dám nhận, còn đứng trước con tôi thì tôi chỉ cúi mắt làm tin. Cho nên với bà tôi chỉ cùng một lời khuyên là bà hãy về đi, đừng bận biểu gì thêm nữa. Đứa con bất hiếu kia bà coi như đã chết, đừng nán lại đây mà chuốc quà cho mình. Quyền của một người cha, một người chồng không muốn thấy vợ con mình đi vào cõi chết. Quyền của một kẻ 17 năm cô độc ước mơ gặp lại những thầm tình. Vội liệm đã từ lâu, chồng con rời ra đôi phương 17 năm dằn vặt đau sầu. Ôi nhớ thương theo khô lòng. Trời ơi, phải chăng người cũ trở về? Tôi đang sống thật ở cõi đời, hay trong giấc mộng đêm buồn? Chính tôi đã trở về gặp lại bà đây. Ông đây mà. Bà, phải rồi, bàn tay của chồng tôi đây mà. Ông ơi, 17 năm không phút giây nào tôi nguôi thương nhớ. Cảm tạ trời cao đã cho vợ chồng tôi còn có phút giây này. Ông, còn con Phụng, con của tôi bây giờ mặt mũi nó ra sao? Ông đây mà, con nó ở nơi đâu? Nó nghe béo ai gầy đẹp xấu ra sao? Ông cho tôi gặp con tôi. Bà hãy về đi. Kìa, sao ông đuổi tôi như đuổi giặc? Vì tôi sợ. Ông lo sợ điều gì? Tôi sợ chết bà. Từng tuổi này tóc quý bạc đi da nhăn, ông còn sợ chết đi hay sao? Không phải sợ cho tôi mà sợ cho bà và cho cả con mình. Mười mấy năm tôi nghẹn ngào chờ đợi, nhìn con mà sợ cho con. Tôi điên mà, tiểu thơ không thấy sao? Tôi cười mà sao nước mắt của tôi rơi?
dài dài trên những vết trùng tan thương. Còn tôi là một đứa con gái mất nết mưa thầm. Tôi phải tìm đến đây mà nghe bắt khi nó trở về. Nước mắt bà rơi làm cho tôi xúc động. Bà điên thật hay giả dạng mà thăm dò quân tình. Tiểu thơ đừng vội giá mà kết tội quan tôi. Không lẽ còn gái bà là tôi mà có mặt trong đoàn quân diễn phạt kiêu hùng? Không, con gái tôi không là người mắng cô. Nó sắp trở lòng phản bội cùng A Khắc Lữ nên nghĩa châu trần. Nhưng tôi nhất quyết chẳng bằng lòng. Nên bắt đi về dạy lại, nó phải trọn lòng yêu mến quê hương. Đường quán xa
sẽ cố gắng lo tròn bổn phận, cho đến khi tiểu thơ về đến quê hương tôi mới mong thoát kiếp tù đầy đau khổ. Tôi phải về Mông Cổ, trời ơi không biết rồi đây mình có gặp lại nhau không. Định mệnh đã chia xa đôi ngã đôi đường, thì gặp lại làm chi cho thêm buồn thêm tôi. Để cho tôi được nhìn lại khuôn mặt người tình mà kể cho nghe những niềm thương nỗi nhớ, được chiều chuộng nâng niu như ghé giờ thương chồng. Cho em được trao anh lời thâm thiết mặn nồng, để nói nhau nghe lời sao vui, gọi là tống biệt một khi lần cuối. Bao nhiêu lời em đã nói với anh là bấy nhiêu tình cảm em đã trọn dành cho anh đó. Dù mai đây em phải về Mông Cổ, nhưng khối tình sầu mang trọn nỗi thương đau. Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì tiểu thơ nên về lại quê hương. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn lại gì tất cả. Bại rồi đành chịu bó tay thôi. Người đến đưa ta về lại quê hương với các trắng bụi mù, với ước cao đã tan tầm sụp đổ, với kỷ niệm chưa thành sao dội xóa tan đi. Mặt trời lên cao, em hãy lo thu xếp lên đường, mai một đây khi trận chiến tàn anh sẽ về bên em để cùng nhau sum họp, và sẽ mang quà về riêng tặng cho em. Đường quán sáng còn xa xăm dịu vời, mưa tròn chân đang hí rộn bên ngoài, lại tiễn đưa ta còn thương nhau bấy là còn cố bấy nhiêu. Một bước xa rời lòng chợt thấy quặn đau. Thiên Kiều, anh yêu em hả? Yêu em ruột của anh đi rồi phải không? Anh điên rồi phải không? Phải,
Anh đã điên vì mười mấy năm nay, anh muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói. Để đến hôm nay thì không còn gì nữa cả, khi em dám chân lên bôi xóa một thiên. Mơ xưa chỉ còn lại đông cho ta, anh không biết phải làm gì hơn gì nữa, nên cầu mong cho mình được chết một mình. Trời ơi, một võ tướng kiêu hùng đã từng ngang dọc, mà đến giờ này phải khổ lụy vì yêu. Anh nuôi ra đây cả nỗi lòng thầm kín rồi thiên thu, anh trầm nín nghe lời. Trời ơi, tại sao anh ôm ấp một tình yêu tội lỗi, yêu một đứa em máu thịt tình thâm. Ai cách chú xa, anh điên rồi, anh điên rồi phải không? Anh với em không cùng chung máu thịt, và tên em không phải là Khắc Thiên Kiều. Anh chưa xa, thật gì sao anh? Em là đứa con nuôi mà cha thương mến yêu nhiều. 17 năm trước cha cứu em trên sông Hoàng Hà, sống dậy gần gũi bao ngày anh ôm ấp một tình yêu. Em cứ vô tình anh đau xót biết bao nhiêu, anh muốn gào to rằng anh yêu em tha thiết. Vì giữa chúng ta đâu cùng chung máu huyết, từ thuở sơ sanh đã khác biệt tội nguồn. Giờ phút này cha cũng không vô duyên con làm chi nữa. 17 năm trước cha đã cứu giúp con giữa cơn sóng dữ muôn trùng. Trên dòng bão động giữa hoàng hà. Trời ơi, như vậy quá thật rồi. Con là một đứa con rơi. Cha chỉ biết là bão đâm đi một thuyền buông. Cha chỉ kịp cứu con còn bao nhiêu vùi trong lượng sông muôn trùng. Trời ơi, cha mẹ con chết cả rồi. Trời, con quá bơ vơ. Dù con đã tận tường sự thật, cha vẫn luôn yêu mến ở trong lòng. Tôi muốn nói là tôi khổ đau riêng tôi mà ai nào đâu. Đã yêu thương nhau, người ta thường hay ao ước cho mai sau cùng ai tên nghĩa tóc tơ. Giờ thì lòng tan nát, người tôi yêu đã xa tôi rồi. Tình còn lại đơn phương, người ra đi đến phương xa nào. Không, người vẫn còn đây mà sao tôi ngỡ như người.
ơi bà ngỡ rằng xa lạ như từ cõi nào đâu chưa gặp gỡ bao giờ. Cho nên tình tôi như nước chảy qua cầu, tự nhiên tôi khám phá ra lòng mình khác lạ, và tôi hiểu rằng mình đã trót dương mang. Người ta nói yêu là nhận lấy khổ đau, tôi biết thế mà vẫn không sao tránh khỏi. Cho nên giờ đây tôi mới âm thầm nuốt lệ, nghe cay đắng bờ môi và cay đắng cả linh hồn. Cô nương phải theo tôi về Tây Hạ, vì tôi đã hứa với bá mẫu, bất cứ với gia nào tôi cũng phải cứu cho được cô nương. Mẹ tôi đã nói gì với ông? Bá mẫu nhờ tôi giải thoát cô nương. Thì ra ông mạo hiểm vào đây để... Phải, tôi đã nhận lời ký thác mạo hiểm vào đây là để cứu cô nương. Nào ngờ đâu bất tài lại phải nhờ cô nương giải cứu. Hãy đi đi, về với non sông gấm vóc. Đời của ông còn cần cho đất nước, còn phần tôi đành nhận riêng phần bạc má hồng. Nếu ông về được đến quê hương và gặp lại người mẹ già tóc bạc, hãy nói với người rằng tôi đã chết để cho mẹ hiền đừng ngóng đợi tin con. Thôi, đừng tìm lời biện bạch cho thất kỳ công. Chính mắt ta thấy tai ta nghe, cả hai định trốn khỏi nơi này. Thủ thạch xuyên, ông là người gian trá, mà tôi đã lầm đao trọn trái tim yêu. Người Mông Cổ hung hăng thì làm gì biết nghĩa thật của chữ yêu. Thật xin ông đã nói những gì với tôi? Nếu nàng nghĩ ta phản bội lọc lừa, ta quỳ xuống đây rồi nàng hãy giết ta đi. Đòi lại giọt máu chúng tình mà tôi đã gửi trao cho ông từ đêm tương ngộ. Đòi lại nơi ông tình yêu và hơi thơ mà ông đã dai mượn của tôi để san sẻ cho người. Tôi chưa thể quên ông mà ông ấy đã phụ tôi rồi. Tôi yêu ông như yêu mùa xuân đầy nắng ấm, có tiếng chim hiền hòa rộn rã giữa vườn hương. Vậy mà ông đối với tôi qua bạc bẽo phũ phàng, nỡ xem tình tôi như một trò đùa vô nghĩa, trò đùa của một khách qua đường xa lạ, ngắt cành qua sung không thương tiếc chảnh lòng. Quan Phụng ơi, nếu con được lớn khôn do hột lúa dưỡng nuôi của người Mông Cổ, thì xác thân và tim ốc được tạo ra là do công lao của cha mẹ sinh thành. Hả? Lão Lăng Y nói gì? Con đừng xuống tay giết chết một thâm tình. Mười mấy năm nay cha nghẹn ngào tâm linh, nay không thể đứng nhìn con hành hạ mẹ con. Ông bảo sao nó là Tiêu Kim Phụng, là nấm ruột xa lìa từ 17 năm nay. Phải, Phụng con
thay người đàn bà con toan sát hại là mẹ hiền và chị ruột của con. Xin hãy đưa em về Tây Hà và chôn em trong lòng đất quê hương. Hãy đắp cho em năm mồ và mỗi chiều xin cất tiếng ru em. Anh sẽ làm cho em tròn ước nguyện, anh sẽ ru em bài hát ru sầu giang cô. Sầu đau em ngủ đi say giấc nồng, ngàn năm yên nghĩ quên đi bao cố sầu, một đời say giấc sầu, một đời quên khổ đau. Ngủ đi người ơi, ta ru ngàn năm vào mộng đi hỡi người, ngọt ngào anh hát ru. Gió lên chiều vắng ta ru em sầu. Em mãn nguyện rồi. À khắc thiên kiều, hãy gọi em là Tiêu Kim Phùng. Dinh biệt Tiêu Kim Phùng.